Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nền diện tích bề ngang 4m5, dài 18. Thì đây là thuộc khu dân cư 91B của phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì cách đường Trần Hoàng Na đâu đó tầm khoảng 200m là chúng ta tới đường Trần Hoàng Na ngã tư khu dân cư 91B ha. Thì sẽ có một vị trí nền gửi bán cho quý cô chú anh chị em mình. Đường trước nền hiện thời là đường là 7m, lề mỗi bên là 3m. Thì con đường rất là rộng rãi, thoải mái, thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. Khu này thì khu 91B thì bắt đầu khu này nhà bắt đầu mọc rất là nhiều. Khu này giai đoạn 3 thì ở đây nhà cửa bắt đầu mọc rất là nhiều luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu cái nền diện tích bề ngang 4m5, dài 18, 81m thì giá dao động đâu đó tầm khoảng chừng 3,6 tỷ, thì chúng ta sẽ sở hữu được một cái nền quay về hướng tây nam. Thì đây là con đường này sẽ dẫn ra đường 91B, đèn xanh đèn đỏ nha, giữa 91B và đường Trần Hoàng Na giáp với nhau. Đây là một cái khu dân cư rất là yên tĩnh, thoải mái tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Trong những giờ làm việc mệt mỏi về các nhà ở đây ở là rất là yên tĩnh luôn, thoải mái, mát mẻ. Thì đây là khu này bắt đầu nhà cửa mọc rất là nhiều luôn. Quay vòng vòng cho quý cô chú anh chị em mình xem, quay về hướng tây nam thì quay về hướng này ha. Thì có diện tích bề ngang cũng là 4m5 dài 20 thì kêu với giá là 5,5 tỷ cũng có luôn. Còn 4m5 thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những cái nền trong khu dân cư, cần tìm một cái nền trong khu dân cư 91B phường An Khánh, quận Kiều, thành phố Cần Thơ, thì quý cô chú anh chị em mình vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040 ha. Thì sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Có những vị trí nền nó giá cả khác nhau, thì rẻ nhất là khoảng 3,6 tỷ là chúng ta sẽ sở hữu một cái nền 4m5 x 18. Thì giá đưa ra là còn thương lượng, đây thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì bán kính trong vòng 500m là đầy đủ tiện ích hết trơn. Thì cũng như cái nền này không dính trụ điện đồ thì nó sẽ từ bên đây nó đi qua bên đó là 4m5, ở sau thì có mương hở ở phía sau luôn nha. Đó, ở sau đó có mương hở 2m, lề thì mỗi bên 3m, rất là rộng rãi, thoải mái, thoáng mát luôn. Khu nhà ở khu 91B rất là đẹp, thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, không ngập nước đồ này kia ha. Giờ làm bờ kè bao quanh thì Cần Thơ bắt đầu đỡ ngập nước lại. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040 thì sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi vị trí nền. Mua bán thì thương lượng chính chủ ha, để chạy vòng vòng cho quý cô chú anh chị em mình xem khu vực này. Cái đường này là đường đi ra, chạy cái đường đi ra luôn, cũng gần ngã tư đồ, xe đậu một chiếc còn một bên, còn bên là chạy thoải mái luôn. Ở trong bắt đầu cũng cắt nhà rất là nhiều luôn, đây nhà cửa là rất là nhiều ha. Này thì thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ thì bán kính trong vòng 500m thì tiện đủ tiện ích hết trơn. Đó, nhà cửa bắt đầu mọc lên rất là nhiều luôn. Đây nhà này đang cất ngay nhà nền gốc luôn nè. Rồi bên đây cũng kế gốc luôn nè. Rồi đằng trước này cũng đang cất xây dựng, rồi đang chuẩn bị khoan cục nhồi nhóc trơn nữa không. Nhà này bắt đầu mọc lên rất là nhiều. Khu này là khu trường học nè. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã xem video.
xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì đây là quẹo bên đây là tới con đường 91B và đường khu dân cư nó nối liền với nhau ha. Ra đây thì khu này đã cũ, thì khu này khu 2 thì nó dân ở rất là nhiều, còn khu 3 thì mới thành lập xong, thành ra dân còn hơi thưa thớt. Ra đây là khu 2 dân ở, còn khu bên đó là khu 1. Qua đèn đó là xanh, đèn đỏ là khu 1, bánh ở cứng ngắc hết trơn rồi. Rồi xin chào quý cô chú anh chị em.